Tập 22. Sau ngày sinh nhật của Phượng Thư, trời vào thu, tiết trời mát dịu, đêm dần lâu hơn. Phượng Thư quả thật đã cho người tìm ra rất nhiều bút mực vẽ tranh đã cất lâu năm, đưa đến đại quan viên. Bên ngoài bọc lụa cùng với vài bản phác thảo, Bảo Ngọc ngày ngày giúp việc ở chỗ Tích Xuân, Thám Xuân, Lý Hoàng, Nên Xuân và Bảo Thoa cũng đến đây thảo luận, vừa ngắm tranh vừa phụ họa thêm vào. Quỳnh nói Quỳnh vẽ bên này, Quỳnh lại vẽ bên kia. Nhưng Quỳnh thấy vẽ bên này hay hơn. Đại Ngọc mỗi năm cứ vào mùa xuân và mùa thu, bệnh ho lại tái phát. Năm nay lại thấy giả mẫu vui nên đi chơi vài lần đã thấm mệt, bây giờ lại bắt đầu trở cơn ho. Cảm thấy bệnh còn nặng hơn trước, vì vậy không ra khỏi cửa, chỉ ở yên trong phòng dưỡng bệnh. Hôm nay Bảo Thoa đến thăm cô ấy và nói đến chứng bệnh này. Những thai y từng bỏ đi thật ra cũng giỏi, chỉ là mùi uống thuốc của họ không thấy hiệu quả. Hay là mời thêm vài cao minh khác đến xem thử, biết đâu sẽ chữa khỏi. Mỗi một năm mùi bệnh hết hai mùa, đâu phải già hay trẻ con, vậy sao được chứ? Cứ vậy không phải là cách. Vô ích thôi. Mùi biết bệnh của mùi sẽ không chữa khỏi đâu. Quan nói tới bệnh, chỉ nói tới những lúc khỏe mạnh, nhìn dáng vẻ của mùi cũng biết yếu rồi. Năm nay mùi cảm thấy bệnh này còn nặng hơn năm ngoái. Hôm qua tỉ xem đơn thuốc của mùi, nhân sâm nhục quế thật là quá nhiều. Tuy là tốt cho khí huyết nhưng không thể quá nóng. Thầy tỉ thấy mỗi sáng thức dậy lấy một lạng tổ yến thượng hạng, năm chỉ đường phèn, dùng cái siêu bạc để nấu cháo. Nếu ăn quen rồi còn tốt hơn thuốc nữa, nhất là nhuận âm bổ khí đó. Thường ngày tỉ tỉ đối với ai cũng tốt, nhưng mà muội lại là người hay nghĩ nhiều. Cứ nghĩ trong lòng tỉ không tốt. Từ hôm trước tỉ nói xem sách lung tung không tốt, lại khuyên muội điều hay lẽ phải, muội thật rất cảm kích tỉ. Trước kia đúng là muội đã lầm, lầm cho tới ngày hôm nay. Nếu nghĩ kỹ thì mẹ của muội đã phải mất sớm, lại không có huynh đệ tỷ muội. Muội lớn từng này tuổi vẫn không có một ai có thể dạy muội như là tỷ đã phim dạy. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Thảo nào tư dân nói là tỷ tốt, trước kia muội ấy khen tỷ, muội lại thấy khó chịu. Hôm qua đích thân muội trải nghiệm muội mới biết được. Mời đại phu sắc thuốc nhân sâm nhục quế đều làm cho cả nhà rối lên hết. Nếu bây giờ muội còn nói muốn nấu cháo tổ yến gì đó, lão thái thái, thái thái, Phượng tổ tổ, ba người này không có gì để nói. Nhưng mà bọn nha hoàn và mama bên dưới khó tránh sẽ chê muội quá nhiều chuyện. Huống hồ muội lại không phải là chủ nhân thật sự của họ, chỉ là đứa bị bỏ rơi tới đây ở nhờ. Bây giờ muội còn được nước làm tới, họ không quyền rủi muội sao được? Muội nói vậy thì tỷ cũng như muội thôi.
sao tỷ lại như muội? Tỷ vừa có mẫu thân, vừa có ca ca, gia đình, lại có nhà, có đất. Tỷ chỉ là dùng danh nghĩa thân thích để ở lại đây thôi. Hễ có chuyện lớn nhỏ, không phải xin nhờ ai một đồng nào. Muốn đi thì tỷ đi, nhưng mà muội không có gì hết. Những người bên dưới sao lại không chê muội phiền? Sau này có tiền thì cũng chỉ thêm chút của hồi môn thôi, bây giờ đâu cần phải lo tới chuyện đó. Người ta giữ xem tỷ là thân thiết, đem tâm sự trong lòng nói cho tỷ nghe, sao tỷ lại quay sang chọc muội chứ? Mặc dù là nói đùa nhưng cũng là thật lòng. Muội yên tâm, tỷ ở chỗ này ngày nào thì sẽ quan tâm muội ngày ấy. Muội có gì ấm ức buồn phiền cứ việc nói với tỷ, nếu tỷ giúp được chắc chắn sẽ giúp cho muội thôi. Tuy tỷ có một ca ca nhưng muội biết rồi đó, tỷ còn có mẹ là hơn muội một chút. Chúng ta cũng xem như người cùng cảnh ngộ, muội là người hiểu lý lẽ, cần gì phải than thở mình không có huynh muội. Lời muội nói cũng đúng, thêm một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Ngày mai tỷ về nhà sẽ nói với mama, mong là nhà tỷ vẫn còn, đưa cho muội vài lạng. Mỗi ngày bảo bọn nha hoàn nấu cháo, vừa tiện lợi gọn gàng, vừa không làm phiền mọi người. Cô ít lòng nhiều, hiếm ai có lòng như tỷ. Chuyện này có gì đâu mà đáng nói, chỉ sợ mình không làm vừa lòng những người trước mặt thôi. Bây giờ muội đã mệt, tỷ đi về đây. Vậy thì tối nay tỷ qua đây nói chuyện với muội nha. Sau đó, Đại Ngọc ăn vài muỗng cháo rồi vẫn nằm trên giường. Không ngờ, vừa về chiều thì thời tiết đã đổi, trời dần đổ mưa, mưa rơi tầm tã, khi mưa khi tạnh. Hôm đó, hoàng hôn dần buông xuống, mây đen liền kéo về. Nước mưa nhỏ róc rách vào cành trúc, càng thêm buồn thảm. Lấy một quyển sách dưới ánh đèn, lại là tập thơ nhạc phủ, có Thu Khuê Quán, Biệt Ly Oán, vân vân. Đại Ngọc bất giác dâng tràn cảm xúc, bèn ngẫu hứng sáng tác ngay một bài Đại Biệt Ly. Theo phong cách xuân gian hoa nguyệt dạ, lấy tên là Thu Sông Phong Vũ Tịch. Sang thu qua cỏ đã úa vàng, đèn thu trằn trọc, đêm dài thêm. Đã thấy bên sông thu vẫn đấy, giờ thêm mưa gió càng thương thay. Hỏi thu mưa gió sao dội thế, sang thu tan giấc mộng ngày xanh. Bận lòng nào nở say trên gối, bước đến bình phong bóng khêu dài, tờ mờ ngọn sáp dọi cành trúc. Này buồn này giận trúc nơi nào, nhà nào gió chẳng tới thăm viếng, nơi nào mưa chẳng rỉ bên sông.
Gió thu lạnh toát trong chăn ấm. Mưa thu như dục tiếng tàn canh. Đêm đêm rì rào lại rã rích. Trước đèn như muốn nghẹn cùng ai. Buồn tên khói lạnh phía ngoài sông. Trúc thư cửa vắng lệ nhỏ dài. Biết đâu gió tắt mưa ngừng lại. Thì đây lệ đã đẫm sông The. Ông lão đánh cá từ đâu đến đây? Đã khỏe hơn rồi hả? Mùi uống thuốc chưa? Hôm nay mùi ăn mấy chén cơm? Thấy khí sắc tốt hơn rồi. Đại Ngọc thấy Bảo Ngọc cởi áo che mưa, bên trong chỉ mặc áo ngắn màu đỏ cũ kỹ, thắt dây đai màu xanh rêu. Dưới gối lộ ra chiếc quần gấm thiêu hoa màu xanh. Chân mang một đôi vớ sợi dệt pha chỉ kim tuyến, đôi hài bướm bướm dờn qua. Trên đầu sợ mưa, còn đôi hài dưới chân không sợ mưa sao? Vậy mà nó dẫn cô. Áo che mưa này là có cả bộ, còn một đôi guốc gỗ đường nữa, vừa đi tới đây để ở ngoài hiên rồi. Được làm bằng cỏ gì vậy? Thấy mặc lên người không giống như mấy loại kia. Ba thứ này đều là Bác Tịnh Dương tặng huynh. Những lúc ở nhà, khi trời mưa ông ấy cũng mặc. Nếu muội thích cái này, huynh cũng làm một bộ tặng cho muội. Mấy thứ khác thì không nói, chứ cái này huynh rất thích, có thể tháo ra. Đây chính là cái nón che đầu nè. Mùa đông tuyết rơi, đội cái nón lên, rút mấy que cài này ra, rồi tháo cái chóp xuống, chỉ còn lại lỗ hổng này. Lúc tuyết rơi, nam nữ đều đội được. Huynh tặng muội một cái, đội khi trời có tuyết. Muội thì không cần đâu, đội nó lên sẽ giống như bà lão đánh cá trong tranh hoặc sân khấu hát tuồng. Đại Ngọc vừa nói ra liền nhớ đến câu nói lúc nãy khi chọc Bảo Ngọc là ông lão đánh cá, hối hận không kịp, ngượng ngùng đến đỏ mặt. Muội, lúc nãy muội mới nói gì vậy? Muội đâu có nói gì. Hả? Muội mới vừa làm thơ sao? Thu sông phong vũ tịch, sang thu hoa cỏ đã úa vàng, đèn thu trằn trọc đêm dài thơ. Tờ mờ. Mùi đốt đi, quân đã đọc thuộc luôn rồi. Tờ mờ ngọn sáp dọi cành trúc, này buồn này giận trúc nơi nao. Nhà nào gió chẳng tới thăm giếng, nơi nào mưa chẳng rỉ bên sông. Gió thu lạnh toát trong chăn ấm, mưa thu như dục tiếng tàn canh. Mùi cũng khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn huynh đến thăm mùi nhiều lần. Trời mưa cũng đến, nhưng bây giờ đêm khuya rồi, mùi cũng phải nghỉ ngơi. Huynh cũng nên về nghỉ, ngày mai hẳn tới. Mùi cũng phải nghỉ ngơi. Huynh lại tới quấy rầy là mùi không nghỉ được. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Huynh nói muội muốn ăn gì không? Nói huynh biết, sáng sớm ngày mai huynh nói với lão Thái Thái, thay vì nói với mấy bà mama, chưa chắc họ hiểu. Đợi muội suy nghĩ ra rồi, ngày mai dậy sớm sẽ nói huynh biết. Nghe chưa? Tiếng mưa nặng hạt hơn rồi. Huynh mau về đi.
có ai đi theo không vậy? Dạ có, đang cầm dù với đèn lồng nữa đây. Trời đang mưa mà cầm đèn? Không sao đâu, là loại sành phát sáng, không sợ ướt. Cái này sẽ sáng hơn cái đó, dùng để đi trong mưa. Huynh cũng có một cái này, chỉ sợ lỡ huynh trượt chân té ngã làm bể nó, cho nên không có mang nó theo. Đèn bị dở quan trọng hay là người bị ngã quan trọng? Huống hồ huynh lại không quen mang guốc gỗ. Đèn lồng đó để họ cầm đi đằng trước. Cái này vừa đẹp lại vừa sáng, vốn là để đi trong mưa. Tay huynh cầm theo cái này không tốt sao? Bảo tiểu thư sai tôi mang qua cho tiểu thư gói tổ yến thượng hạng với lại một gói nhỏ đường phèn may qua là loại của Tây, tốt hơn mua ở bên ngoài. Bảo tiểu thư nói tiểu thư cứ ăn tạm, ăn hết sẽ mang thêm. Bà vậy nói ta đa tạ, mời bà ra bên ngoài uống một chung trà. Dạ khỏi. Sẵn tiện tránh mưa một lát. Dạ không cần đâu, tôi có việc khác. Đại Ngọc thấy cảm kích Bảo Thoa, mừng vì cô ấy còn có mẫu thân. Mặt khác lại nghĩ Bảo Ngọc thường thân thiết với cô ấy nên lại ngờ vực. Rồi lại nghe tiếng mưa rơi lách tách trên lá trúc, lá chuối, trong lòng buốt lạnh. Bỗng dưng nước mắt lại lăn dài, mãi cho đến tận canh tư cô mới từ từ thiếp đi. Bây giờ nói tới việc Phượng Thư vì Hình phu nhân gọi cô ấy không biết có việc gì, liền gác tất cả mọi việc ngồi kiều đến đây. Lão gia, vì đã để ý nguyên ương của lão thái thái muốn rước cô ta về, bảo ta đi xin lão phu nhân. Ta lại sợ lão thái thái không cho, còn có cách gì không? Theo con thấy đó, đừng có động gì tới nhà đầu này. Lão thái thái mà xa quyên ương thì cơm nước không trôi, làm sao mà cho chứ. Huống hồ thường ngày lúc nói chuyện phím, lão thái thái cũng thường nói lão gia bây giờ đã có tuổi rồi, cần gì phải tay trái một thê thiếp, tay phải một thê thiếp khác như vậy, lại làm lỡ duyên người ta. Thứ hai là không biết giữ sức khỏe, việc qua cũng không làm đến đâu, cả một ngày chỉ uống rượu với thê thiếp thôi. Ai mà nghe câu này còn thích lão gia nữa chứ. Những lúc này muốn tránh mà còn tránh không kịp. Cũng chưa chắc đã từ chối đâu. Ta gọi con tới đây chỉ là bàn thử xem sao, mà con đã nói một tràng không được. Có ai bảo con đi xin đâu, đương nhiên phải do ta đi xin rồi. Con lại trách ta không khuyên, con chưa hiểu tính ông ấy hay sao? Không khuyên được sẽ gây với ta trước. Thái thái nói rất là đúng. Lão thái thái đối với lão gia đương nhiên cũng giống vậy thôi. Theo như con thấy á, hôm nay lão thái thái rất vui, muốn xin á thì xin ngay hôm nay. Con sẽ qua trước, làm cho lão thái thái được vui. Đợi tới khi thái thái tới, con sẽ tránh mặt ngay.
những người ở trong phòng, con cũng đưa đi. Thái thái, lộ lệnh nói với lão thái thái. Nếu cho thì càng tốt, còn không cho thì cũng không sao. Dù gì, không có ai biết chuyện này hết. Theo ý của ta, khoan đi xin lão thái thái đã. Nếu lão thái thái nói không cho, chuyện này sẽ như xong. Trong lòng của ta đang định nên âm thầm nói với Uyên Ương. Cô ta ngưỡng ngùng, ta sẽ phân tích cho cặn kẽ, chắc chắn sẽ không có ý kiến. Vậy là ổn. Lúc đó mới đi nói với lão thái thái. Tuy lão thái thái không muốn, nhưng cô ta muốn là được. Thường nói, không giữ kẻ muốn đi, sự việc sẽ ổn thôi. Suy cho cùng á, cũng là thái thái mưu trí. Cái này là ổn cả đôi đường. Đừng nói là Uyên Ương, cho dù là ai cũng đều muốn được trèo lên cao, được có ngày nở mặt mà. Được làm chủ tử không làm, mà đi làm nha hoàng sao? Đúng như con nói, đừng nói là Uyên Ương, cho dù là nha hoàng lớn trong nhà, có ai không muốn như vậy chứ. Con qua đó trước, đừng có để lộ chuyện gì. Đợi ta ăn tối xong ta sẽ qua ngay. Dạ. Uyên Ương đúng thật là hơi đáng ghét. Tuy là nói như vậy, nhưng chưa chắc cô ta đồng ý mà. Ta qua đó trước, thái thái qua đó sau. Nếu cô ta đồng ý thì không có gì. Nếu không đồng ý, thái thái là người rất đa nghi, chỉ sợ lại nghi ta lộ tin tức, trong lúc tức giận lấy ta ra để trút giận. Vậy thì không hay lắm rồi. Chi bằng nên đi chung một lượt, đồng ý cũng được, không chịu cũng được, ta sẽ không bị nghi ngờ. Sao đây, con không muốn đi à? Đâu có chuyện đó. Lúc con bước vào cửa lớn, nghe mấy gia đình nói kiều của thái thái đã bị nứt rồi, phải mặc đi sửa. Hay là ngay bây giờ ngồi chung kiều với con cũng qua đó đi. Vẫn là có suy nghĩ rất chu đáo. Hình phu nhân nghe nói có lý, bèn đi đến chỗ giả mẫu, ngồi trò chuyện với giả mẫu một lúc, rồi đi ra giả vờ nói là đến chỗ Viên phu nhân. Bước ra từ cửa sau, đi qua bên phòng ngủ của Uyên Ương. Thái thái đang làm gì vậy? Để ta xem. Hoa mà cô thêu càng ngày càng đẹp. Mời thái thái. Thái thái, con biết thái thái đến vào giờ này là có chuyện gì không? Ta tới để báo tin vui với cô. Cô biết không, bên cạnh lão gia cô không có một người nào đáng tin cậy. Trong lòng muốn chọn một người, nhưng mà lại sợ những người ở đó không được sạch sẽ. Ở trong phủ muốn chọn một cô gái để coi việc, lại không có ai tốt. Không phải dáng vẻ không đẹp thì là tính tình không tốt. Cho nên âm thầm quan sát hết nửa năm, trong số các cô gái ở đây chỉ có cô là được nhất. Hình dáng, đi đứng làm việc, ôn hòa đáng tin, đúng thật là hoàn mỹ. Ta định sẽ nói với lão thái thái xin cô về phủ để làm thê thiếp. Nếu cô bước vào đó tự khắc được nở mặt, phong cô làm dĩ nương, vừa cao quý vừa hãnh diện. Cô lại là người giỏi việc, tục ngữ có nói muốn đổi được vàng phải dùng vàng. Biết đâu lại được lão gia thương yêu hơn. Nếu mà được như vậy thì mong ước bấy lâu nay xem như được toại nguyện rồi. Cũng để bịt miệng những người hàng ngày hay nói xấu cô. Đi, đi theo ta đến chỗ lão thái thái. Có gì mà ngại ngùng chứ, cô không cần lên tiếng, cứ đi theo ta là được rồi. Chẳng lẽ cô không chịu hay sao? Nếu cô thật sự không muốn thì đúng là nha đầu khờ. Được làm chủ tử mà không chịu, lại muốn làm một nha hoàng,
thêm vài năm nữa chỉ được gả cho gia đình, vẫn là nô tỳ. Cô cứ đi theo ta, cô biết đó, tính tình ta rất tốt, lão gia lại càng tốt với cô hơn. Qua một vài năm nữa, sinh ra vài con nối dõi, thì cô đã được ngang hàng với ta rồi. Cơ hội đến mà không nhận, lỡ mà cơ hội qua mất, hối hận cũng đã muộn rồi. Cô là người hay nói, sao bây giờ lại không nói gì vậy? Nếu có chỗ nào không vừa ý cái việc nói với ta, ta cam đoan sẽ cho cô được toại nguyện ngay. Chắc là cô cũng còn cha mẹ, không dám tự mình quyết định, đừng có ngại. Để ta đi hỏi ý họ, để họ tới hỏi cô. Có gì cứ việc nói với họ ha. Tân chỉ nương tới rồi. Thì sao, các người thông đồng muốn dụ tôi? Chờ đó, tôi sẽ đi nói chuyện với chủ của các người. Phu nhân của tôi đem đầu đuôi sự việc nói cho tôi nghe rồi. Như chúng ta thì tốt, giống như tập nhân hộ phách túi dân, tử quyên thái hạ, ngọc xuyến xạ quyệt thúy mặt, thúy lũ nha quà của sử tiểu thư, cá nhân và kim xuyến đã chết, xuyến tuyến đã bỏ đi, cộng với chúng ta tổng cộng có 10 người, từ nhỏ tới lớn có gì mà không nói. Tuy bây giờ đã lớn rồi, trong lòng tôi vẫn giống như trước, nếu có chuyện gì không hề giấu các cô. Lời tôi nói cô cứ để trong lòng, đừng nói gì phu nhân biết nha. Đừng nói đại lão gia, bây giờ muốn cưới tôi về làm thê thiếp. Cho dù là đại thái thái đã chết, dùng bà Mai đem sinh lại đón tôi làm chính thức, thì tôi cũng không đi. Thật là không biết xấu hổ, vậy mà cũng dám nói ra. Cô cũng biết rồi hả? Thật ra chuyện này không tới lượt chúng ta nói. Ông đại lão gia này cũng thật quá háo sắc, những người nào xinh đẹp ông ấy đều không buông tha. Nếu cô không bằng lòng, tôi chỉ có một cách, kết thúc một cách êm ấm. Là cách gì vậy? Cứ mau nói tôi biết đi. Cô chỉ cần gặp lão thái thái, nói là đã trao cho Liễn Nhị Gia rồi, đại lão gia sẽ không đòi cô nữa. Như vậy là sao chứ? Cô còn nói nữa, dạo trước cũng là chủ cô nói bậy, mới gặp chuyện hôm nay đó. Hai người họ cô đều không muốn, vậy tôi nói với lão thái thái. Nói với lão thái thái, cô đã trao cho Bảo Ngọc rồi. Đại lão gia nhất định sẽ bỏ ý định. Hai người thật là xấu, không được chết lành đâu. Rồi tôi có chuyện khó khăn, hai người còn chọc tôi nữa. Hai người tự cho là đã có chỗ sẵn rồi, sau này đều sẽ theo làm dĩ nương. Thế tôi thấy chuyện trên thế gian này chưa chắc đều được như ý nguyện. Các người cứ chờ sẽ thấy, đừng có vô quá sớm nha. Nè Nguyên Ương ạ, Nguyên Ương nè, cô ngồi xuống đi, từ từ nói. Ngồi xuống, ngồi xuống đi, ngồi xuống, từ từ nói mà. Ngồi xuống. Nguyên Ương à, đừng nghĩ nhiều quá. Chúng ta từ nhỏ đã giống như tỉ mùi ruột với nhau, chẳng qua chỗ vắng người nói đùa một chút thôi. Cô có cách gì cô nói chúng tôi nghe, để chúng tôi cũng yên tâm hơn. Còn cách gì nữa, tôi có gì không đi là được rồi. Cô không đi chưa chắc họ bỏ qua, tính tình đại lão gia cô cũng biết rồi. Mặc dù cô là người hầu cận của lão thái thái, bây giờ thì không dám làm gì cô. Chẳng lẽ cô sẽ đi theo lão thái thái cả đời hay sao? Nếu tới lúc vào tay ông ấy, vậy không hay đâu. Ngày nào lão thái thái còn ở đây thì ngày đó tôi không đi khỏi đây. Sau này nếu lão thái thái có quy tiên rồi, dù gì cũng phải để tang 3 năm. Đâu có đứa con nào mẹ mới mất thì đã cưới tiếp. Đợi qua khỏi 3 năm, làm sao biết có chuyện gì, lúc đó hãy tính. Nếu phải tới bước đường cùng thì tôi sẽ cắt tóc đi làm ni cô. Nếu không, chết đi là hết, cả đời cũng không lấy chồng, cũng có sao đâu, vui cũng không kịp nữa. Nguyên Ương, cô này nói chuyện không hay rồi, ăn nói tùy tiện nữa. Chuyện tới nước này nói tùy tiện thì đã sao chứ. Nếu hai người không tin thì cứ chờ đó từ từ mà xem. Lúc nãy thái thái còn nói đến tìm cha mẹ của tôi, để bà ấy tới Nam Kinh tìm. Cha mẹ của cô đều trong nhà ở Nam Kinh rồi, không lên đây. Nhưng mà ca ca và tẩu tẩu của cô lại ở đây, coi như cô đã có gia đình ở chỗ này, không giống như hai chúng tôi ở đây có một mình.
Có gia đình ở đây thì đã sao? Tôi không uống nước ai ép được chứ? Nếu tôi không muốn, chẳng lẽ họ sẽ giết cha mẹ tôi hay sao? Lúc đó không tìm được cha mẹ cô, chắc chắn sẽ nói với tổ tổ cô. Ả Đào hát đó, chỉ lo những việc chiều chuộng cho người ta thôi. À, trời ơi, tìm hoài mà không thấy thì ra cô tới đây. À, các cô cũng ở đây à? Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. À, tôi tìm muội tôi nói vài câu. Chuyện gì mà gấp vậy? Chúng tôi đang chơi trò đố vui với nhau ở đây, đoán ra rồi mới được đi. Ừ, có chuyện gì vậy? Tẩu nói đi. Muội đi theo tôi đã. Tóm lại là tin vui. Ừ, có phải là tin vui đại thái thái nói với tẩu không? Nếu như muội biết rồi sao còn hỏi tôi nữa. Mau lên, tôi sẽ nói cặn kẽ với muội. Đây là chuyện vui vô cùng lớn. Mà mẹ đi ngồi đó, đi khỏi đây đi, vẫn còn nhiều lắm đó. Tin vui cái gì chứ? Tình con khỉ ăn gừng hay quyện quan về làng đều là tin vui. Tin vui cái gì hả? Những chuyện thi đổ tràng quyên cũng là tin vui sao? Hèn gì cả ngày cứ ngưỡng mộ người ta làm thê thiếp, cả một nhà cậy thế ngang ngược bá đạo, cả nhà đều trở thành phường thế thiếp. Tậu thấy đình sáng mắt cho nên cũng đẩy tôi vào hố lửa. Nếu tôi được làm thiếp, các người sang ngoài ngang ngược bá đạo. Nếu như tôi không được, các người liền như rùa rút cổ, mặc cho tôi sống chết. Nè, nè, ngồi xuống đi Quyên Ương. Nè, 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 ngồi xuống. Có muốn hay không, từ từ nói mà. Đâu có cần phải bực dọc lên như vậy chứ. Tục ngữ nói lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Cô mắng tôi đi nữa, tôi không dám nói. Hai cô nương này đâu có chọc giận cô gì đâu. Câu trước thê thiếp, câu sau thê thiếp. Mọi người nè, sau này làm sao nhìn nhau? Tổ đừng ăn nói như vậy. Cô ấy cũng không phải nói chúng tôi. Tổ đừng bực dọc lên mới đúng chứ. Tổ có nghe thái thái lão gia nào phong chúng tôi làm thê thiếp chưa? Huống hồ hai chúng tôi cũng không có cha mẹ huynh đệ nào ở vùng đất này, cậy thế chúng tôi ngang ngược bá đạo hết. Cô ấy mắng ai thì là mắng người đó, không cần chúng tôi nghĩ nhiều. Được rồi, được rồi mà Quyên Ương. Cũng vô dụng thôi, ngược lại còn mắng tôi một trận. Cô ta dám mắng cô à? Tập nhân còn giúp cô ta nói một trang. Tập nhân thì có liên quan gì chứ? Làm sao bọn họ biết được? Còn có ai ở đó nữa? Có cả Bình cô nương. Tại sao bà không lôi cô ta về đây đi? Con vừa ra ngoài cô ta đã đi mất rồi. Về tới cũng không thấy bóng dáng đâu hết. Chắc chắn cô ta đã đi giúp gì đó rồi. Bình cô nương không có ở đó. Chỉ là tôi nhìn xa xa thấy giống cô ấy, cũng không dám chắc. Chẳng qua tôi chỉ đoán vậy thôi. Mà gọi cổ dây đi, nói là ta đã về nhà, thái thái cũng ở đây, gọi cô ta qua đây phụ việc. Lâm tiểu thư đã cho người gửi thiệp mời đến mời tỷ ấy năm lần bảy lượt, tỷ ấy mới tới. Phu nhân vừa về thì một thấy tỷ ấy đi, tôi nói với nhị phu nhân ta tìm tỷ ấy có chuyện. Ngày nào cũng tìm, làm gì có chuyện gì. Bỏ đi, bỏ đi. Bây giờ chỉ đành nói thật cho đại lão gia biết thôi. Căn nhà ở Nam Kinh đã có người trông coi, đâu phải mình hắn. Lập tức đi gọi Kim Thái về. Lần trước Nam Kinh gửi thư, Kim Thái đã mắc chứng ho đàm mê man, bên đó đã đưa cả tiền quan tài cho họ hết rồi. Không biết là sống hay là chết. Vợ ông ta lại là người điếc, gọi về cũng vô dụng thôi. Chuyện của bọn thấp hèn chỉ mình mày biết hay sao? Mày còn không mau biến khỏi chỗ này. Lão gia, lão gia à? Lão gia tới rồi. Lão gia, ca ca của Yêu Ương tới rồi. Mau gọi hắn vào đây. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Quyên Ương cả đêm không ngủ. Đến hôm sau, ca ca Quyên Ương tìm Giả Mẫu, xin phép cho Quyên Ương đưa đi dạo. Giả Mẫu cho phép cho cô ấy đi. Quyên Ương không muốn đi, lại sợ Giả Mẫu sinh nghi nên đành đi ra. Người đã hỏi cô ta chưa? Cô ta đồng ý chưa? Nói cho người biết, kêu vợ của người nói với cô ta, cứ nói theo lời cô ta. Từ xưa hàng Nga yêu thiếu gia, chắc cô ta chê ta đã già. Chắc là đang mê mẩn bọn thiếu gia kia, đa phần để ý tới Bảo Ngọc. Không chừng có cả Dạ Liễn,
Nếu thật là vậy thì kêu cô ta sớm bỏ ý định đó đi. Ta cần mà không chịu, sau này không còn ai dám nhận đâu. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai, cô ta nghĩ có lão thái thái chống lưng, sau này chắc chắn sẽ được gả ra ngoài làm chính thức. Kêu cô ta đừng có hòng. Cho dù có gả vào nhà nào cũng không thoát khỏi tay của ta được. Trừ phi cô ta chết, còn không thì cả đời sẽ không đi lấy chồng. Ta đây mới bái phục. Còn nếu không được thì kêu cô ta sớm hồi tâm chuyển ý đi. Dạ. Đừng có mà dạ. Dạ. Ngày mai ngươi phải sai vợ đi hỏi Quyên Ương. Nếu như cô ta chịu, các ngươi sẽ không bị sao hết. Còn nếu như cô ta không chịu, coi chừng đầu các ngươi rơi xuống đất. Quyên Ương. Quyên Ương. Quyên Ương à, tôi còn xin muội đó. Nếu muội còn không bằng lòng, tôi với ca ca của muội sẽ mất mạng đó. Tôi cầu xin muội. Tôi cầu xin muội mà. Dù có đồng ý, cũng phải cho tôi tới hỏi ý của lão thái thái. Đúng lúc Dương phu nhân, Tiết Dĩ Nương, Lý Hoàng, Phường Thư, các tỷ muội Bảo Thoa đều đang ở bên cạnh giả mẫu. Nguyên Ngương kéo theo Tẩu Tẩu đến quỳ dưới chân giả mẫu, vừa khóc vừa nói, kể về lời hình phu nhân nói, những gì Tẩu Tẩu cô ấy đã nói và những gì ca ca cô ấy nói, kể hết với giả mẫu. Bởi vì con không chịu, lúc này đại lão gia nó con mê mẩn Bảo Ngọc, không thì cho ngài được gả ra bên ngoài, con có lên tới trời, cả một đời này cũng không thoát khỏi bàn tay của ông ta, sẽ tìm con trả thù. Cho nên con đã quyết tâm đứng trước mặt mọi người, cả đời này của con, đừng nói là Bảo Ngọc, cho dù Bảo Kim, Bảo Ngân, Bảo Thiên Dương, Bảo Hoàng Đế, con đều không lấy ai hết. Cho dù là thái thái có ép con, con thà tự đâm một dao cũng không thể tuân lệnh. Nếu có phước phận được chết trước mặt lão thái thái, nếu không có phước, con chờ lão thái thái đã quỳ tiền, một là tự tử, hoặc là sẽ cắt tóc đi làm ni cô. Một người mà ta tin tưởng nhất lâu nay, chúng nó cũng muốn hãm hại sao? Tại sao các con đều gạt ta, ra vẻ hiếu thảo, nhưng trong lòng muốn gài bẫy ta? Có thứ gì tốt thì tới lấy, có người tốt cũng lấy, chỉ còn lại một nha hoàn nhỏ thấy ta đối xử tốt với nó, cho nên các con thấy khó chịu, muốn đưa nó đi để dễ qua mặt ta. Nhưng con nói không phải thật lòng, bây giờ dùng lời lẽ ngon ngọt, tại sao muốn được thứ khác? Thánh thần trời đất, mặt trăng mặt trời ở trên đỉnh đầu, sẽ chiếu xuống cho cổ họng của con bị tối nát đi, cho con tan thân tại chỗ. Quyên Ương, không cần nữa, đừng mà, không cần mà Quyên Ương, đừng làm vậy mà, về nhà đi, giờ hết đi, chuyện gì vậy? Quyên Ương, đừng làm vậy mà, Quyên Ương, bình tĩnh đi, về nhà đi, đủ rồi. Đi thôi, đi. Thám Xuân là người biết suy nghĩ, nghĩ rằng Dương Phu Nhân bị oan uổng, nhưng không dám cãi. Thôi đi. Chỉ đừng còn nhờ vào bọn cháu gái này. Dừng lại đi mà, không thể cứ vậy mà. Sự gì này liên quan gì tới thái thái? Lão thái thái nghĩ thử, người mà đại ba bá muốn cưới làm thê thiếp, đệ muội làm sao mà biết được? Dù có biết cũng làm như không biết thôi. Đúng là ta hồ đồ rồi. Vị thái thái đừng có cười ta. Tỷ tỷ này của cô là một người có hiếu, nhưng thiệt thòi cho nó quá. Lão thái thái thiên vị thương con dâu nhỏ hơn chút cũng là bình thường mà. Không thiên vị, Bảo Ngọc à, ta trách lầm mẹ con, sao con lại không dắt ta? Chẳng lẽ con lại giúp mẹ đổ lỗi sang đại nương? Dù sao phải có một người chịu, mẹ con đứng đây không nhận thì đổ cho ai? Con cũng muốn nhận lỗi do con, nhưng lão thái thái đâu có tin. Vậy cũng có ly đó. Bảo Ngọc à, dạ, con mau quỳ xuống trước mặt mẹ con. Con nói thái thái đừng ấm ức nữa, lão thái thái đã có tuổi rồi, nế tình Bảo Ngọc đi. Đúng vậy, đúng vậy, đi không thể làm vậy được.
Chẳng lẽ con muốn chứng tỏ lão thái thái có lỗi gì sao? Đứng dậy. Phượng Thư, con cũng không nhắc ta nữa. Con không chỉ trích lão thái thái có lỗi, lão thái thái đổ lỗi cho con. Thật kỳ lạ nha. Yeah.